người thì đến để cúng bái cầu an, cầu tài lộc. Người thì đến để xin lộc đầu năm. Người thì đến xem múa lân sư rồng. Cùng với những hoạt động văn hóa của các hội đoàn người Hoa, ngày lễ vía thần hoàng bổn cảnh trở nên độc đáo và màu sắc ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Không chỉ là một lễ hội truyền thống, mà còn là dịp để thể hiện lòng tôn kính với các giá trị lịch sử văn hóa. Đình Phong Phú xây dựng cách đây gần 200 năm, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Kiến trúc theo truyền thống của đình làng Nam Bộ, nổi bật nhất là giá trị kiến trúc nghệ thuật qua những bao lam khám thờ, liễn đối, phù điêu được chạm khắc tinh xảo. Năm mới là thời khắc khởi đầu của vạn vật, cũng là khởi đầu cho niềm hy vọng. Người dân đến cúng bái với mong cầu nhiều phước lành, sức khỏe, may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Việc thờ cúng tại đình Phong Phú là nét văn hóa sâu sắc của tín ngưỡng trong cộng đồng địa phương. Ngoài việc thờ phượng thần thành hoàng bổn cảnh, còn có sự thờ cúng các vị thần khác như Tạ Ban Hữu Ban, các vị phò tá của thần thành hoàng bổn cảnh, chú sinh nương nương, Địa Tạng Vương Bồ Tát và nhiều vị thần khác. Lễ hội này còn là dịp để cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ và giúp đỡ nhau. Ngoài việc tôn thờ các vị thần thánh, đình Phong Phú còn tổ chức các hoạt động từ thiện, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng người dân Sài Gòn.